Lan hồ điệp giá trăm triệu xuống phố dịp Tết. Những chậu lan hồ điệp Đà Lạt với đủ các mức giá khác nhau từ vài trăm nghìn đến vài trăm triệu đồng được đưa ra thị trường dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 ở Hà Nội. Ghi nhận của phóng viên tại sân vận động Mỹ Đình, không khí của các cửa hàng lan hồ điệp vào những ngày cận Tết nhộn nhịp khách đến xem, mua lan về trưng Tết. Theo dự đoán của các chủ cửa hàng lan hồ điệp, năm nay lượng khách mua có thể sẽ ít hơn năm trước. Tuy nhiên thực tế lại khác, sau vài ngày mở bán thì lượng khách cả mua trực tiếp và online có vẻ đã rầm rộ hơn năm ngoái. Vào những ngày này, thợ cắm hoa phải làm việc hết công suất liên tục 24/7, nhiều chủ cửa hàng phải thuê thêm 10 đến 15 thợ để kịp cung cấp những chậu lan ra thị trường. Lan hồ điệp đa dạng về màu sắc, giá cả, mỗi chậu lan có mức giá từ vài trăm nghìn đến vài chục triệu đồng, thậm chí đến cả trăm triệu đồng với những chậu lan to, đẹp, độc lạ. Ngoài đào, quất thì lan hồ điệp với vẻ đẹp sang trọng, quý phái cũng rất được ưa chuộng mỗi dịp Tết đến xuân về. Thực tế là năm nay là thứ nhất đấy, hoa của Đà Lạt nên năm nay thì rất tốt và đẹp. Nên là lượng khách của năm nay thì là do cái nền kinh tế nó cũng suy thoái một phần. Nên là lượng khách vẫn có rất đông khách đến để tham quan và mua biếu, xén, quà, Tết làm quê. Cây nhiều tiền nhất là cái tác phẩm như kia này, Cửu Long Trân Châu. Nó rơi vào tầm 268 triệu. Đặc điểm của cái lan hồ điệp này là không ưa nước và cái thuộc theo cái thời tiết của tùy từng năm, của từng tháng. Ví dụ như cái thời tiết là cứ từ 3 cho đến 5 ngày mình chỉ cần tưới một tí nước vào cái bầu, gọi là đổ độ ẩm cho nó, giữ ẩm cái bầu để cho nó chăm sóc cây.